Hiện tại đang là 4 giờ chiều ngày 29 tháng 8 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám nhé. Trên màn hình quý vị hiện tại là một chiếc kệ TV, để chiếc kệ cột nho cột bằng chất liệu gỗ hương đá. Chiếc kệ này có kích thước là dài 2m4 và chúng tôi vừa hoàn thiện theo sản phẩm này theo yêu cầu của khách hàng tại Cẩm Khê, Phú Thọ. Và chiếc kệ đã hoàn thiện bị ủ bóng mờ rồi. Trước khi bàn giao cho khách hàng, tôi quay lại video giới thiệu quý vị các bạn cùng tham khảo. Đây, phần mặt của kệ này, toàn bộ vân gỗ hương đá tự nhiên rất là đẹp, nổi lên rất là đẹp. Vân gỗ đấy, vân gỗ hoàn toàn tự nhiên. Tôi vừa lau lại nước, để nó hơi bụi tôi lau nước lại. Thì kệ gồm có 4 cánh và 2 ngăn kéo và được tôi được chạm rất đơn giản cho khách hàng sử dụng, nó lau chùi nó thuận tiện, không khách hàng không yêu cầu quá nhiều chi tiết nên là tôi chỉ đục chuyện xung quanh như này thôi. Đây, 2 ngăn kéo và 4 cánh. Cái phần đầu đốc này rất là đẹp. Thì sản phẩm này quý vị có thể để được TV tầm 49 inch đổ lại. Một không gian phòng khách thì thường chúng ta ngồi những bộ ghế tay 12 thì để những kệ 2m4 thì rất là vừa. Và chúng ta khoảng cách ngồi khoảng độ 2m5 thì là TV tầm độ 45-49 inch, nó cũng là vừa mát nhất. Để khi để TV to quá là nó chúng ta xem thì nó sẽ không bao quát hết được. Và mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086, có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Website đồ gỗ tùng8.com nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người.